Vâng, lời nói đầu tiên, Jerinson Noel xin gửi lời chào đến ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi ca nhạc online Chính Nghĩa Mùa Xuân năm 2022. Và cũng xin được chào tất cả quý vị khán giả. Đến với đêm bán kết hôm nay, Jerinson Noel xin được dự thi với bài hát được mang tên Tình Kỹ Nữ. Bài này của hai tác giả Nhật Ngân và Duy Trung. Mời ban giám khảo và tất cả quý vị cùng lắng nghe sau đây. Lòng người vô tình, em sẽ về đâu?